khi mà có người khác mua về cái căn nhà này thì người ta sẽ cung kiến phù phép làm sao đó đuổi cái người, cái vong hồn này ở trong căn nhà đó đi. Nên bà thật sự bà không muốn cho người khác vô mua. Kêu là thôi bây giờ nè, người ta sợ em đi rồi, người ta không có nhà có cửa, thì em đi mua một căn nhà đi, căn nhà giấy á, xong rồi tiền bạc này nọ xuống cúng cho cổ, đốt cúng cho cổ, chuyển cho cổ, rồi khấn vái là xin cổ là để cho em bán được căn nhà để em đi, rồi cổ có thể cổ di chuyển đi chỗ khác. Đó, bây giờ tôi cũng tin luôn, cũng làm luôn các bạn. Làm nhưng mà bà cũng không biết có phải là dạng cúng kiến thường xuyên gì đó, thì bà mới mua xong bà mới nhờ cái cô L này, cổ làm cái chuyện, cổ thay mặt mình cổ làm cái chuyện đó, xong bà bay về lại Sài Gòn. Cúng xong rồi, cũng có khách vô hỏi, cũng có người quen vô hỏi, nhưng hỏi xong đã rồi cũng trả giá, trả giá xong rồi cũng không chịu, không chịu đi luôn. Người ta cũng đi, người ta đến, người ta không có phàn nàn một cái gì hết. Giá cả thì không phải là cao mà cũng lại đi, lại tiếp tục phải chờ còn nửa năm nữa cái mới căng thẳng nữa, ngồi chờ hoài như vậy. Chẳng lẽ qua cái mùa mưa mà các bạn tưởng tượng mưa mà ở tỉnh Tây Nguyên á, mà mưa liên tục mà nhà mà không có người ở là nó ẩm mốc rồi nó hư hao đồ đạc trong nhà là cái chuyện chắc chắn. Bà già bà cũng nóng ruột quá, bà mới gọi điện cho cô Long. Cô coi thử làm sao cô giúp cho con với, chứ cái người đến mua họ cứ chắc chở họ không chịu mua là sao. Cái cô đó cổ mới kêu okay, được rồi để cô thử coi. Cái có người đến coi, có người đến coi những cái các bạn. Thì khi mà cô kêu là từ giờ cứ người nào mà đến coi nhà thì mẹ tôi phải gọi điện cho cụ báo trước, cụ làm cái chuyện gì đó, cụ đến cụ kiểm tra, cụ ngồi nhà thôi mà cụ kiểm tra. Người ta đến coi xong bà gọi điện vô cho mẹ tôi, bà kêu không được Út ơi, không được. Hỏi sao vậy cô? Cái cô đó đó, cụ không nói không rằng gì hết, chị là đã thương lượng rồi, cô không chịu. Cô không nói, cô cười thôi, chị nói gì cô cũng cười hết á. Cô nói cô không chịu, cô không đi. Kêu cô đi, muốn cái gì đáp ứng hết, cô không nghe. Cô cười thôi, cô ngồi đó cô cười thôi em. Cái thôi mẹ thôi bây giờ nè. Cô lên cô giúp em coi, lên nhà em trực tiếp kiểm tra lại như thế nào. Cái mẹ tôi mới gọi điện cho bà dì ruột xuống mở cửa, hôm nay lên. Bà dì mới kể lại á, là ổng lên ngồi vậy nè Út. Ổng ngồi trong tường, ngồi thế này nè, ổng quay mặt vô tường, ổng ngồi ổng thỏa thuận với bà kia. Mà chị rõ ràng là chị không thấy ai hết, chị không thấy ai hết á. Ổng ngồi ổng quay mặt vô tường, mà trong tai chị nghe thấy ổng nói chuyện với một người đàn bà. Nghe rõ một bên tai, bà ngồi ngay chỗ cửa, bà run gần chết. Giữa trưa nghe các bạn, cái cô kia kìa, cô nói một thôi một hồi, cô Long cô nói một thôi một hồi, cái người này cô cũng không có chịu, cô chỉ cười và cô kêu là cô không muốn đi, cô thích ở nhà này và cô không muốn ai vô nhà này hết, nhà tôi ở là được. À, thấy ghê chưa? Đó, tiếp tục cái vài bữa sau, cái bữa trưa có một người kia khác cô vô. Cô vô cổ coi nhà, cái người này mới hoàn toàn luôn. Cô này người nhà còn là một bác sĩ, ba tôi cũng bác sĩ ha. Cô kia cái người mua nhà cũng là người nhà của một bác sĩ luôn, mẹ của bác sĩ. Cô mua một cái nhà đó, cô đi ngang vô, cô nói, cô thỏa thuận với, cô gọi điện cho bà già tôi trước. Bà già tôi cũng không tin, chán rồi mà. Có nghĩa là qua nhiều chuyện này thấy tự nhiên nó bế tắc quá, chán này. Cũng ậm à ậm ừ vậy thôi. Thôi chị có thích thì chị kêu, để em kêu người nhà đến mở cửa cho coi thôi. Vô mở cửa, trước khi vô bà gọi điện cho cô Long, cô điều binh khiển tướng làm sao đó. Đó, bà vô bà coi cái, bà kêu là
cô Long cứ kêu là bà kia bà đòi, bà cái người ở trong nhà cũng muốn xin một cái nón xanh, một cái nón. Cái mẹ tôi kêu người nhà là đi kiếm một cái nón đốt gửi cho bà. Không biết chuyện gì mà chỉ đòi cái nón thôi. Cái mấy bữa, cái đâu được ngày hai ngày, mẹ tôi cũng tưởng khách này rớt rồi. Khách này đến coi nhà xong là người ta bỏ đi. Cái đột nhiên người ta gọi điện lại. Ta gọi điện kêu bây giờ muốn thỏa thuận trực tiếp với chủ. Sẵn dịp bà già tôi phải về với ông già, hai vợ chồng đi về thăm bà nội. Bà về Gia Lai thăm bà nội có kế hoạch, nên là đặt vé đi luôn, ngày hôm sau là đi luôn. Cái đợt đó chính năm 2020 khoảng đầu tháng 3, tôi nhớ lại vì cái đợt đó là sau Tết, mà trúng cái đợt dịch, gần râm ran cái chuyện dịch. Mở bay máy bay về, đâu được chừng ngày gặp trực tiếp người mua nhà luôn. Người kia đồng ý mua, đặt cọc liền trong ngày. Sau khi công chứng xong hết, cái người chủ mới, cô đứng ngay giữa cầu thang, cô nói: chị Út, em không định mua nhà chị đâu, em định mua cái nhà ở trên khu gần bệnh viện, con em bác sĩ mà. Tự nhiên em đi ngang qua cái có ai bắt em mua, em không định mua nhà chị đâu. Không, hoàn toàn không. Giờ xong rồi em mới nói: ai suối bẫy vậy em đến em lựa chọn nhà chị, chứ em không, hoàn toàn không định mua. Nó xa, hơi xa bệnh viện, con em làm một chút xíu. Đó, ghê không? Mẹ tôi rất là lo lắng trong quá trình giao dịch rồi nọ, có xảy ra sự cố gì thì cũng nhờ cái cô kia. Cái cô kia cổ hỗ trợ. Sau đó ổng mới, lúc mà ký hợp đồng xong rồi, ông già tôi vừa ký hợp đồng buổi sáng, chở bà già đi về, ra khỏi phòng công chứng đi về, leo lên cái dốc, đột nhiên có cái xe chạy từ trong hẻm ra tông thẳng, té xuống gãy chân tại chỗ luôn. Chuyện thiệt, té gãy chân tại chỗ luôn, bất tỉnh nhân sự, đưa vô phòng khám kiểm tra, té gãy chân tại chỗ luôn, gãy hai khúc luôn trên dưới. Mới sáng công chứng, chiều bị té xe, trong khoảng 2 chiều. Tối hôm đó lật đật bay từ Gia Lai vô Sài Gòn mổ đắp chân. Vừa đáp xuống sân bay một cái cô mà cô hỗ trợ gọi điện ngay: Út, chồng em bị sao vậy? Tại sao cô không biết? Tụi nó báo, chị ở nhà, cô ở nhà, tụi nó báo, tụi nó trên đường nó chật, nó chạy về nó báo chị. Kêu không sao hết, gãy chân. Kêu không phải đâu, cái năm xuôi đáng hạn đi qua ngay chỗ đó, tụi nó xô á, đi ngang qua tụi nó xô á, xô té tại chỗ, quậy đi mà không cúng kiến đàng hoàng. Nghe ba tôi nghe chắc là tôi cũng chửi tôi. Thứ hai, sau này cái cô đó cô mới kể lại á, là cái người ở trong nhà này nè, cô không chịu một ai hết. Cô nói với ổng á là cô chỉ muốn chọn cái người bác sĩ vô ở thôi. Bởi vì bà đang quan niệm là ba mẹ tôi là cũng làm trong ngành y rồi này nọ, khi mà được người mời chủ mới á, cũng là bác sĩ, thì cũng sẽ không có làm những cái hành động gì để cho mà bà bị đi ra ngoài. Và cái đạo đức của bà tốt, cái người mà chủ mới cũng tốt, thì bà sẽ yên, an toàn. Đó. Sau đó hàng những cái chuyện mà mình phải đền đáp rồi cúng kiến đàng hoàng là phải làm đầy đủ. Nhưng mà theo tôi, thông tin tôi được biết là cổ vẫn ở lại cái nhà đó, chứ cổ không đi nha. Đây là một câu chuyện nó nghe nửa hư nửa thiệt, tôi kể lại các bạn nghe một câu chuyện bán nhà thôi, nhưng mà nó có những cái mối quan hệ mà mình không tưởng tượng được là nó đến mức độ như vậy. Có nghĩa là ở trong nhà mà muốn cái người chủ mới phải ra như thế nào. Bởi vì người chủ cũ ở bình thường đàng hoàng tử tế, và cũng hỗ trợ cho mẹ tôi rất là nhiều nha. Bà kêu là bà già bà nói là cái người ở trong nhà đó, bà biết bà trong tâm linh bà nghĩ là có, bởi vì giúp đỡ hỗ trợ cho bà đủ chuyện trong công việc này nọ lắm. Đó, đây là hết câu chuyện rồi. Nghe thấy nó hơi có vẻ tâm linh một chút xíu đúng không, hơi mê tín. Đây là chuyện thiệt, nhưng mà một số thông tin tên tuổi này nọ tôi sẽ cố tôi che bớt đi. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện của bác sĩ Lương hôm nay. Cảm ơn.
follow kênh của tôi nhé.